Ngô Kiến Huy khoe vẻ lãng tử như sao Hàng. Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Ngô Kiến Huy được đánh giá là hàng hiếm của showbiz khi luôn thành công trong các lĩnh vực anh tham gia. Sau bộ phim Cô Gái Đến Từ Hôm Qua, vai diễn của Ngô Kiến Huy nhận được nhiều lời khen từ khán giả cũng như giới chuyên môn. Gần 30 tuổi, nhưng khi hóa thành nam sinh trung học trong phim, tưởng rằng sẽ làm khó anh chàng, nhưng đạo diễn Phan Gia Nhật Linh khẳng định đã lựa chọn đúng đắn chàng bắp làm nhiệm vụ gánh nguyên team và giành sự hài lòng tuyệt đối. Sau nhiều năm lăn lộn trong showbiz, Ngô Kiến Huy góp mặt trong nhiều lĩnh vực âm nhạc, điện ảnh, sân khấu hài, người dẫn chương trình, v.v. Về âm nhạc, chàng bắp gây ấn tượng với loạt hit Giả Vờ Yêu, Mưa Sao Băng, Nghi Ngờ, Định Mệnh Ta Gặp Nhau. Tham gia điện ảnh, Ngô Kiến Huy rình giải cánh diều vàng cho vai nam phụ ấn tượng trong phim Thần Tượng. Ngô Kiến Huy cũng là gương mặt MC duyên dáng được khán giả yêu thích. Có thời điểm, Ngô Kiến Huy bị đồn chảnh vì kén chọn phim và chương trình nhận làm MC. Nhưng anh nói, việc chọn lọc không chỉ có anh mà cả một ekip điều hành bàn tính kỹ. Vì không những phải cân nhắc khả năng thắng của dự án, mà còn phải tùy vào quỹ thời gian, anh không bao giờ sa đà vào một lĩnh vực mà phân bổ cho cả ba. Nếu vừa đóng phim xong, anh sẽ nghỉ một thời gian tập trung cho các chương trình MC. Nếu quay xong, anh lại về với âm nhạc và thu âm ra sản phẩm, đi diễn trong và ngoài nước. Hiện tại, trong khi bộ phim Cô Gái Đến Từ Hôm Qua đang được công chiếu rộng rãi, thì cũng là thời gian Ngô Kiến Huy tiếp tục cho lịch làm việc dày đặc của mình. Sắp tới đây, anh sẽ tiếp tục gặp lại khán giả màn ảnh rộng qua hai bộ phim điện ảnh sắp ra mắt. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share. Nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!